Xin chào mọi người, hôm nay sẽ là một video mới về bản đồ quy hoạch của huyện Phú Giáo tầm nhìn đến năm 2030 và mọi người cũng có thể xem chi tiết hơn trên gulen.vn. Đầu tiên điểm qua về vị trí địa lý thì Phú Giáo là một huyện nằm ở phía đông của tỉnh Bình Dương, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km, là cầu nối giao thương quan trọng kết nối Bình Dương với Đồng Nai, Bình Phước, với tổng diện tích là 543 km². Nhìn vào bản đồ thì mọi người có thể thấy là hệ thống các khu công nghiệp và mạng lưới giao thông trong tương lai sẽ được quy hoạch rộng khắp về các khu công nghiệp, như là ở đây. Đây là khu công nghiệp Tam Lập. Rồi bên cạnh đó là khu công nghiệp Vĩnh Lập. Ở đây là cụm công nghiệp Tam Lập, cụm 2 và cụm 5 và cụm 1. Ở đây là khu công nghiệp Vĩnh Lập 2. Ở đây là khu công nghiệp An Bình. Rồi qua bên đây thì ở bên xã An Linh là khu công nghiệp An Linh, rất là rộng luôn mọi người. Về giao thông vận tải thì Phú Giáo sở hữu 789 tuyến đường giao thông với chiều dài khoảng 1.000 km. Trong đó thì tuyến giao thông chính là tuyến DT741. Đây mọi người, tuyến DT741 là tuyến quốc lộ 14 cũ, liên kết với nhiều trục đường huyết mạch của Bình Dương. Như là quốc lộ 13, đại lộ Bào Bàng, Mỹ Phước, Tân Vạn, vành đai 3 và vành đai 4, thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối trung tâm thành phố mới Bình Dương, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước. Từ đó thì tạo thuận lợi cho sự phát triển chung của Phú Giáo, trong đó có thị trường bất động sản. Rồi ở đây mọi người có thể thấy như là đây là một tuyến đường mới. Tuyến đường Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bào Bàng. Ở đây là DT741. Chúng ta lại sẽ được mở rộng hơn. Nhìn tuyến này. Rồi ví dụ ở đây mọi người có thể thấy là khu vực màu đỏ trên bản đồ, trong tương lai sẽ được xây dựng trường giáo dục Phú Hòa. Đấy, mọi người cũng có thể xem xét việc đầu tư xung quanh đây, bởi vì khi mà một cơ sở giáo dục được xây dựng lên thì nhu cầu ăn ở và đi lại cũng sẽ tăng. Đấy, xung quanh đây còn xung quanh đây còn rất là nhiều khu đất trống này. Đấy, có rất nhiều khu đất trống nhé mọi người. Mọi người có thể xem xét đầu tư ở khu vực xung quanh cái nơi này, nhu cầu ăn ở và đi lại tăng cao thì thị trường bất động sản cũng sẽ rất là phát triển khi mà mình đầu tư ở đây. Nó sẽ mang lại tiềm năng sinh lời rất cao. Như vậy thì với sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải và quy mô của các khu công nghiệp đã phần nào nhận diện được hình ảnh của nơi đây trong vài năm tới. Khi mà mọi thứ dần ổn định hơn thì lực lượng lao động và dân nhập cư sẽ đổ về đây chắc chắn sẽ chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Và chắc rằng điều đó sẽ làm tăng mật độ dân số, kéo theo đó là nhu cầu về nhà ở cũng tăng lên, tạo nhiệm cho thị trường bất động sản.
thấy rằng trong quá trình phát triển, điểm nhấn mà Phú giáo đã tạo nên chính là sự đồng bộ và bài bản, tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng rất khang trang và chỉnh chu, phục vụ tốt cho đời sống của dân cư ở nơi đây, từ đó sẽ thu hút dòng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp. Tóm lại, với nền tảng đang trong quá trình tạo dựng, việc sớm xuống tiền đầu tư cho khu vực này được xem là nước đi đón đầu. Và video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ nhấn đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ tụi mình nha. Và nếu mọi người muốn soi quy hoạch miễn phí hoặc mua nhà đất thì nhấn vào đường link ở phần mô tả bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.